Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Chuyện Dài Tập. Để chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có thời lượng dài 3 tập của tác giả Đức Minh. Câu chuyện Chuyện Tâm Linh Quanh Ta. Những câu chuyện rất là gần gũi với đời sống xung quanh của chúng ta. Với một lối viết rất là gần gũi và chân thật. Chắc chắn là câu chuyện này sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm rất là gần gũi. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay thì bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của câu chuyện Chuyện Tâm Linh Quanh Ta, tác giả Đức Minh, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sơn gấp gọn những bộ quần áo cuối cùng, xếp gọn vào trong chiếc ba lô cũ. Phía ngoài cửa thấp thoáng một đứa bé tầm độ 7-8 tuổi đang chăm chú đứng nhìn theo từng cử chỉ của Sơn. Sơn vừa gấp quần áo vào mỉm cười bảo: "Sao đấy, có cái chuyện gì mà đứng lớp đó ngoài vậy? Vào đây anh xem nào." Thằng bé nhẹ nhàng bước vào bên trong. Nó ngồi lên chiếc giường cũ kỹ mà hỏi: "Anh đi thật sao anh?" "Đến lúc anh phải đi rồi cu hả?" Thằng bé ngậm ngùi cúi mặt xuống mà đáp: "Anh đi rồi em với mấy đứa ở đây nhớ anh lắm." Sơn lặng đi giây lát. Sẽ nhìn Sơn biết điều đó, và bản thân của Sơn chắc chắn cũng sẽ nhớ đám nhóc này. Sơn mỉm cười xoa đầu của thằng nhỏ rồi bảo: "Anh đi, nếu khi nào rảnh có thời gian anh sẽ lên đây thăm thầy, thăm mấy đứa. Chứ anh có mất tích luôn đâu mà sợ." Thằng bé sụt sùi đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt vừa mới lăn dài xuống gò má. Sơn nghẹn lòng. Gần 10 năm sống ở nơi này, Sơn đang học và ngộ ra được nhiều điều về cuộc sống, về con người, nhân sinh, nhân quả. Khi rời xa nơi mình đã từng gắn bó, con người ta luôn không tránh khỏi được sự buồn thương, tiếc nuối. Sơn ôm vào vai của thằng bé mà động viên: "Thôi không việc gì phải khóc. Nam nhi đại trượng phu, chia ly tử biệt có cái gì đâu mà khóc. Làm như anh của mày sắp chết không bằng đó. Có thời gian nhất định anh sẽ về thăm mấy đứa, mua cho mỗi đứa một món đồ chơi, có chịu không?" Thằng bé đưa tay áo lên lau nước mắt, mỉm cười gật đầu. Sơn khoác chiếc ba lô lên vai bước ra phía cửa. Ở bên ngoài sân là 6-7 đứa trẻ con đang đứng đợi sẵn. Đứa lớn nhất năm nay 14 tuổi, đứa nhỏ nhất mới chỉ có hơn 4 tuổi. Đứa nào đứa nấy mặt cũng buồn rười rượi, mắt đỏ hoe sụt sùi mếu máo. Sơn thở dài, nhưng anh cũng chỉ nở một nụ cười rồi bảo: "Ồ hay mấy cái đứa này, anh đã bảo là xuống núi để thực hiện những gì ấp ủ bao lâu, dành anh lại lên thăm mấy đứa. Chị có đi luôn đâu mà đứa nào đứa nấy biện diện vậy, mạnh mẽ lên xem nào." Con bé Hoa lớn tuổi nhất, nó cầm một cái bọc tiến lại gần Sơn rồi bảo: "Trong cái bọc này chứa những món đồ mà bọn em yêu thích, này bọn em đưa lại cho anh coi như là bùa hộ mệnh bình an. Anh đi đâu nhớ giữ lấy cẩn thận." Sơn cúi xuống đón lấy cái bọc vải, anh kép mỉm cười: "Em là chị cả, ở lại nhớ phải cáng đáng mọi việc đó, đỡ đần thầy chăm lo các em. Năm nay thầy đã gần 90, tuổi cao sức yếu, em là trụ cột đã biết chưa. Rồi có thời gian anh sẽ về thăm mấy đứa." Hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng, con bé Hòa mếu máo và gật đầu. Sơn gật đầu hài lòng, rồi anh đứng dậy bước về gian nhà chính. Đứng bên ngoài bậc cửa, Sơn bảo: "Thầy ơi, con Sơn tới chào thầy đây." "Ờ, vào đi Sơn." Sơn bỏ đôi dép bên ngoài, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Căn phòng quen thuộc nơi Sơn gắn bó suốt gần chục năm trời. Một ông cụ râu tóc bạc phơ có khuôn mặt hiền lành phúc hậu như ông Bụt bước ra từ câu chuyện cổ tích. Ông ăn bận quần áo giống như mấy cụ già ngày xưa. Tuy đã gần 90 nhưng vẫn còn vô cùng minh mẫn. Ông ngồi xếp bằng trên một chiếc nệm vải đất sơn chỉ, điều bộ khoan thai nhẹ nhàng, tỏa ra khí chất của một bậc cao nhân đắc đạo. Sơn bước tới trước hành lễ, anh quỳ xuống dập đầu ba lạy rồi bảo: "Cảm tạ ơn công nuôi dưỡng chỉ dạy của thầy suốt 10 năm nay. Bây giờ con cảm thấy mình phải xuống núi để làm một điều gì đó. Con cảm thấy có rất nhiều người cần con và còn nhiều ước mơ hoài bão dang dở, nên bản thân sẽ quyết định rời xa thầy, rời xa chốn yên bình này mà một lần nữa dấn thân vào dòng đời xô bồ khắc nghiệt ngoài kia. Con sẽ mang hết những gì thầy dạy cho con để làm những việc mà con cho là đúng."
Hôm nay con dập đầu ba lạy để bái biệt thầy. Nếu có thời gian con nhất định về thăm thầy và các em. Ông cụ khẽ gật đầu rồi đáp. Năm xưa khi mà con lên đến nơi này để bái sư, ta đã nhìn ra được sẽ có một ngày hôm nay. Bởi vì duyên nợ của con vẫn còn, vướng bận hồng trần, một ngày nào đó con sẽ rời xa nơi đây. Ở cũng không có gì lạ. Thầy mong con sẽ là một người thật tốt, mong tài đức của mình đi giúp được nhiều người ngoài kia. Như vậy ta cũng mãn nguyện. Thầy có lẽ cũng không còn sống được lâu. Sau khi thầy đi rồi, có lẽ con sẽ là truyền nhân giỏi nhất mà thầy từng có, hay thay thầy dìu dắt đám trẻ. Hai dòng lệ lăn dài trên má, Sơn cúi dập đầu và bảo, con nhớ rồi, con chào thầy con đi. Sơn bước xuống con đường mòn dẫn xuống chân núi. Anh ngoái đầu nhìn lại nơi này một lần cuối. Những đứa trẻ vẫn đứng đó vẫy theo anh. Đây sẽ là một chuyến đi dài, không biết bao giờ Sơn mới có dịp trở lại. Đường xuống núi dốc đá gập ghềnh khúc khuỷu, hai bên đường là những bụi cây dại cỏ mọc tùm. Khác già với chốn thành thị xô bồ náo nhiệt dưới kia, ở nơi hoàng vu hẻo lánh này vẫn giữ đựng cho riêng nó có sự yên tĩnh. Vừa bước xuống chân núi, một chiếc xe ba gác đã đợi sẵn. Người lái xe là một ông bác tầm độ 70. Ông ấy là người hay chở Sơn xuống dưới chợ để mua nhu yếu phẩm buôn bán hàng hóa. Vậy thế Sơn, bác đã bảo, chuyện này cậu đi tính khi nào quay lại? Sơn leo lên thùng xe đặt chiếc ba lô xuống, anh bảo, cũng chưa biết nữa, chuyến đi lần này có vẻ sẽ lâu. Chứ đi mới có vài tháng, 1-2 năm mà đã quay về thì còn gì gọi là lý tưởng, là hoài bão. Bác thấy cháu nói phải vậy không? Ông bác nổ xe máy cười lớn. Đúng, cậu nói rất đúng. Trai trẻ là phải biết đặt ý chí nơi biển lớn, chứ không thể nào gò bó ở một ngọn núi, từ một cái tỉnh lẻ vùng biên giới như vậy. Nó phí cả đời trai. Ông cụ sẽ hiểu cho cậu thôi. Sơn nghe mà ngậm ngùi. Tất nhiên thầy sẽ hiểu cho anh. Thầy là người vực Sơn dậy từ lúc đau thương tuyệt vọng nhất, và cũng là người hiểu Sơn nhất. Những đứa trẻ mồ côi sống trên núi kia, ngoài biết đọc và viết chữ ra, cuộc sống của chúng bao năm nay chỉ quanh quẩn trên núi, rồi xuống dưới chợ mua bán, rồi quay trở lại núi. Tương lai tốt đẹp có tới với bọn trẻ. Sau này chúng lớn lên có lẽ cũng sẽ rời bỏ ngọn núi này mà đi. Cứ mãi miên man cho theo dòng suy nghĩ, Sơn không hề hay biết chiếc xe ba gác đã rẽ vào bến xe khách. Tiếng gọi của ông bác kéo Sơn quay trở về thực tại. Sơn trả tiền nhưng không lấy. Suốt 10 năm hai bác cháu gắn bó, bây giờ Sơn đi ông cũng buồn. Hai bác cháu ôm nhau một cái đầy tình cảm. Đừng nói chuyện thêm một lúc, xe khách cũng chuẩn bị lăn bánh. Sơn bước lên xe cũng là lúc ông bác nổ máy rời khỏi bến. Đưa ánh mắt nhìn theo chiếc xe ba gác khuất bóng, Sơn nghĩ, chính bản thân anh cũng không biết khi nào mới có dịp quay trở lại nơi này. Ngồi trên xe, Sơn tựa đầu vào cửa kính nhìn ra khung cảnh bên ngoài đang trôi dần về phía sau. Bầu trời hôm nay xám xịt không thấy ánh thái dương. Đằng chân cốc vọng lại tiếng nói chuyện của mấy người hành khách và bác Tài. Bác Tài liền than thở, chả hiểu sao dạo này mình cứ bị đau nhức mình mẩy đầu óc, mà có đi bốc thuốc tận mấy nơi cũng không đỡ được. Một người nghe vậy thì bảo, chắc là tại ông lái xe đường dài nhiều cho nên người nó đau nhức vậy, đó cũng là điều bình thường. Sơn nghe thì liếc nhìn, mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy. Trên cổ bác Tài lúc này Sơn thấy một đứa trẻ con độ 2-3 tuổi đang ngồi vắt vẻo, tay của nó cứ vung lên vỗ bốm bốp xuống đầu của bác ta, miệng thì cười lên khanh khách trông có vẻ khoái chí. Còn một đứa thì cứ như vậy mà bám trên lưng rồi bả vai vào cánh tay mà đùng đưa theo nhịp khi trẻ con nô đùa với người lớn vậy. Hai đứa bé này da dẻ trắng bệch như xác chết, hiện rõ lên từng đường cân đen sì và nhìn rất hãi. Đôi mắt của chúng đen sì không có lòng trắng, miệng thì đỏ lòm như vừa mới uống máu vậy. Sơn khẽ nhíu mày, trên cửa kính ô tô có treo một lá bùa trừ tà, vận mà các bác tài xế xe đường dài hay sử dụng để tránh ma quỷ, thế nhưng lại vô vọng trước hai phong như này. Sơn thở dài, miệng của anh bắt đầu lẩm bẩm một tràng chú ngữ nghe rầm ràn vọng cả không gian. Tiếng chú ngữ lớn tới nỗi át cả tiếng nhạc bolero đang phát ra từ chiếc loa cỡ bự. Nhưng những người chung quanh dường như không nghe thấy gì cả, họ vẫn tỏ ra bình thường. Chỉ có hai đứa bé khi vừa nghe thấy âm thanh này thì rú lên kinh hãi.
Chúng ôm đầu nhăn nhó rít lên từng tiếng đầy chói tai, giống như là tiếng hú của những loài thú trong rừng sâu. Giờ bất thình lình nhảy luôn ra ngoài cửa sổ xe mà biến mất. Bọn này vẫn chưa biết hại ai, chúng nó suy cho cùng cũng chỉ là trẻ con. Còn bé như vậy mà đã phải chết, ở cũng là những số phận đáng thương. Nếu không siêu thoát được cho chúng thì đuổi đi là xong, không cần phải nặng tay làm gì. Hai đứa bé vừa nhảy khỏi xe thì ông bác khẽ thút lên. Ô hay, sao tự nhiên cơ thể nhẹ nhõm dễ chịu thế nhỉ? Hết nhức rồi, lạ quá. Mấy người khách nghe xong thì ngạc nhiên. Lúc này Sơn nhẹ nhàng rời khỏi chỗ, tiến lại đưa cho bác Tài một lá bùa rồi bảo. Bùa kia của bác là bùa dởm đó, viết còn sai cả chữ nữa kìa. Cho vậy làm sao mà đuổi được ma quỷ? Bác cho bùa của tôi đi, ma quỷ sẽ không theo quấy giày được. Những chuyến xe đường dài cũng sẽ an toàn hơn. Bác Tài ngơ ngác đón lấy lá bùa của Sơn. Mấy người trên xe cũng nhìn Sơn với một ánh mắt kinh ngạc. Sơn trở về chỗ ngồi, anh rút chiếc điện thoại 1202 trong ba lô thì thấy hai cuộc gọi nhỡ. Đó là một người bạn dưới thành phố, chơi với Sơn từ khi cả hai còn đang học cấp 2. Sau này gia đình của Sơn gặp biến cố, bố mẹ chết hết, tài sản tiêu tán. Sơn nhờ rời xuống vực thẳm của sự đau khổ, anh quyết tâm bỏ đi nơi khác, rời xa cái thành phố này, tìm tới một nơi nào đó mà chỉ có mình anh. Đó cũng là lúc anh và người bạn này không còn gặp nhau nữa. Sau này Sơn và thầy có duyên gặp nhau, Sơn xin thầy cho Sơn lên núi ở cùng, vừa tu đạo vừa gột rửa tấm hồn. Lúc này Sơn mới có tinh thần để liên lạc lại với người bạn ở dưới xuôi. Nghe tin Sơn xuống núi, người bạn mừng lắm. Dù sao cả hai người đã rất lâu rồi không hội ngộ, lần này gặp nhất định sẽ có rất nhiều điều để hàn huyên tâm sự. Hơn 6 giờ chiều, chiếc xe cũng rẽ vào tới bến xe của thành phố. Sơn tròn tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Anh vươn vai toàn thân sau một quãng đường dài. Trời tháng 11 bây giờ đã nhá nhem tối. Lấy vội chiếc áo khoác trong ba lô, anh nhanh chóng bước xuống xe. Điện thoại trong túi lại vang lên, Sơn nghe máy. Alo Đạt hả? Ta mới xuống xe, mày đang ở đâu? Ở đầu dưới bên kia, Đạt đáp. Đây, đi ra cổng. Đang là ở đây này. Ra đi tao đón, tìm cái xe SH màu nâu. Sơn quăng chiếc áo vào rồi dạo bước đi ra ngoài cổng. Vừa ra đến nơi đã thấy một thanh niên đang ngồi trên xe SH bấm điện thoại. Đó chính là Đạt, là người bạn thân của Sơn. Sơn ới lên một tiếng, dường như đã nhận ra nhau. Đạt cũng vẫy tay. Cả hai người gặp nhau sau gần 10 năm xa cách, Đạt vui mừng bảo. Ồ, cái thằng bạn chí cốt của tôi. Bây giờ nhìn mày già đi nhiều đó, già hẳn lên cả tao đó. Nhìn tao vẫn còn đẹp trai như thế này cơ mà. Sơn cười lớn rồi leo lên xe bảo. Được rồi, mày đẹp trai hơn tao. Tao già được chưa? Chạy xe nhanh đi, lạnh cóng rồi đây. Tiết trời tháng 11 miền Bắc đã vào đông. Đứng ở bên ngoài 1-2 phút đã có thể cảm nhận được cái lạnh thấm vào da thịt. Nhưng cái lạnh ở dưới đồng bằng so với trên núi vẫn còn kém xa. Chiếc xe lượn lờ qua những con phố tấp nập người qua lại. Ánh đèn điện sáng rực muôn màu muôn vẻ, khiến cho Sơn vừa bỡ ngỡ vừa thân thuộc. Giống như đang gặp một cái gì đó trong quá khứ từng rất thân thuộc sau nhiều năm xa cách. Đạt vừa lái xe vừa hỏi. Sao hả? Lâu rồi mới về lại nơi này. Thế nhiều cây mấy mẹ mới lắm đúng không? Sơn gật đầu rồi đáp. Đúng là có nhiều cái thay đổi, nhà cửa cũng san sát, người cũng đông hơn hẳn, cũng nhiều hàng quán mọc lên. Ở đây chưa mấy ngày xong rồi về quê nội chứ? Ở với mày ngày mai thôi, ngày kia tao về quê mới gọi cho bà bác rồi. Ờ vậy về chơi với các bác vài ngày rồi đi lên đây với tao. Lúc đấy anh em mình mới có thời gian đi chơi. Ta dẫn mày đi khai sáng sau quãng thời gian làm người rừng. Nói xong thì Đạt phá lên cười, Sơn cũng cười theo. Không khí phố xá xô bồ náo nhiệt, Sơn một lần nữa cảm nhận được. Sau một hồi đi vòng vèo, Đạt lượn xe vào một con hẻm. Sơn nhận ra con hẻm này, ngày xưa Sơn hay chạy qua đây để rủ Đạt đi học. Ấy vậy mà xa cách bao lâu, bây giờ nơi này Sơn cũng không nhớ được đường nữa. Đứng trước một ngôi nhà 3 tầng, Đạt liền bảo. Sao bạn Hiền, lâu rồi không về nhà tao chơi vẫn nhớ chứ? Sơn bước xuống xe mở rộng cửa, cả hai tiến vào bên trong. Sơn liền đáp. Nhớ chứ sao không hả?
Nhà mày ngày xưa màu vàng, bây giờ sơn lại thành màu trắng. Hồi đó tao nhớ ông bố của mày hay treo mấy cái lồng chim ở chỗ này, bây giờ đâu cả rồi. Đàn vừa khóa cổng vừa cười vừa bảo: mày lạ gì tính bố tao, chơi cái gì cũng chỉ ra bữa nửa tháng là chán. Nuôi một con chim gần một năm cũng cho điên hết đấy mà. Thôi mau vào nhà đi kẻo lạnh. Vừa bước vào bên trong, Sơn khẽ giật mình bởi anh người thấy cái mùi gì đó hăng hắc. Sơn bất ngờ hỏi lại: bố mẹ mày đi đâu rồi? Bố tao đi đám cưới dưới Hòa Bình, còn mẹ đi lễ với bản hội rồi. Hai ba hôm nữa mới về cơ. Tao có gọi cho hai ông bà ấy thông báo mày xuống núi rồi cơ mà. Sơn im lặng không nói gì cả. Anh đi một vòng quanh gian phòng khách rồi đưa mắt nhìn vào trong căn bếp tối tăm. Cả những ánh mắt xanh lẻ ẩn hiện như những con đom đóm. Vừa nhìn thấy Sơn, chúng đã lập tức biến mất. Sơn bước vào trong gian bếp, Đạt thấy lạ thì cũng đi theo sau. Đàn với tay bật công tắc đèn, cả gian nhà bừng sáng. Sơn bấy giờ mới hỏi tiếp: gần đây mẹ của mày có đi đâu, mang về mấy cái vật gì lạ lạ không? Đàn nghe vậy thì ngạc nhiên: vật gì lạ, sao mày lại hỏi vậy? Sơn vẫn chăm chú quan sát xung quanh, anh liền hỏi tiếp: ví dụ như là đồ gỗ tự nhiên hay cái gì đó tương tự? À đây có cái này. Nói xong đặt lấy trong ngăn tủ ra một chiếc bát được làm bằng gỗ, xung quanh miệng cuộn chạm trổ hoa văn rất đẹp. Đặt liền nói: cái bát này mẹ ta mua từ mấy người dân tộc đó, tháng trước bà ấy lên Tây Bắc mà. Nhìn cái này cũng hay hay này, dùng để đựng đồ linh tinh ấy mà. Sơn vừa cầm vào chiếc bát thì lập tức có một làn khói đen mỏng bốc lên rồi tan biến vào không khí. Sơn bấy giờ mới bảo: trong nhà mày có yêu tinh trú ngụ đấy. Tuy chỉ là yêu tinh cấp thấp thôi, nhỏ bé yếu ớt, không có khả năng gây hại đâu. Thế nhưng mà để nó sống lâu trong nhà cũng không có hay đâu, về lâu về dài sẽ tiềm ẩn hậu họa. Đặt nghe xong thì giật mình, ra gà ra chó nổi hết cả lên. Lúc này Đặt liền hỏi: cái gì yêu tinh? Mày đùa hả? Nói gì mà ghê vậy? Nhà ta sao lại yêu tinh cho được? Sơn bấy giờ mới giải thích: thông thường thì khi đi du lịch ở đâu đó, người ta có thói quen mua những cái món quà lưu niệm để mang về trang trí trong nhà cho đẹp đó. Tuy nhiên nếu mà đi khởi những nơi như núi rừng heo hút, hoặc trên những nơi xa xôi hẻo lánh, vùng cao các thứ, bản làng dân tộc, thì nên hạn chế mang đồ về, đặc biệt là những món đồ dễ là nơi cho ma quỷ trú ngụ. Chiếc bát này được làm từ một khúc gỗ đã được yêu tinh rừng trú ngụ lâu năm. Cây bị đốn, yêu tinh mới gá vào đây. Ngày nào mua chiếc bát này là mang cả yêu tinh về này. Yêu tinh sống lâu với người sẽ hút khí lực của con người mà tu luyện. Thế một lúc nào đó e cũng là thành vấn đề đấy. Đặn giật thoát mình, đưa ánh mắt e ngại nhìn vào chiếc bát trên tay của Sơn, rồi bất giác đảo một mắt nhìn quanh nhà. Sơn lật úp chiếc bát xuống, miệng lẩm bẩm chú ngữ, tay viết lên đáy của chiếc bát những ký tự vô hình: ma quỷ yêu quái hãy hiện thân cho ta xem, nếu không ta sẽ đánh tan hồn phách của các ngươi. Chú nghĩ cứ như vậy vang lên râm ran khắp cả căn nhà. Ngay lập tức từ trong xó bếp có những chiếc bóng đèn xuất hiện, chúng di chuyển thành những vệt dài duyên nền nhà, giống như bóng của một ai đó đang in hẳn trên mặt đất. Đàn rút lên kinh hãi, vội nhảy cẫng lên rồi bảo: ôi ma đen xì kìa. Sơn đặt chiếc bát xuống nền đất rồi bảo: mau vào đây, ta sẽ đưa các ngươi đi một chỗ khác tu tập tốt. Còn nếu cứ bám trụ tại nơi này, lâu ngày ảnh hưởng tới người sống, như vậy là không tốt. Những bóng đen từ từ thu lại vào bên trong chiếc bát. Đặt run lên cầm cập, anh đứng nép sát vào tường rồi bảo: ôi mẹ ơi, là đùa hay thật vậy? Đừng có dọa nhau vậy chứ. Sơn lấy trong ba lô ra một chiếc túi vải. Ở đầu miệng túi có buộc một sợi dây kim tuyến màu ngũ sắc rất đẹp và lạ mắt. Sơn mở miệng chiếc túi ra, xem cái chiếc bát giống như đang đổ cái gì đó vào bên trong, rồi kéo nút thắt lại. Bây giờ anh liền nói: ok, xong xuôi đấy, từ giờ mày cứ yên tâm mà sống nhá. Đặt lúc này liền tò mò: này, tao hỏi thật nhá, mày lên núi để học đạo thật đấy hả? Ba năm qua mày cứ nói không có rõ ràng, tao tưởng mày đùa cho vui chứ. Sơn liền cười rồi đáp: để đâu phải là chuyện đáng để mang ra đùa đâu, tôi nói thật mà. Đặt kinh ngạc rồi hỏi tiếp: như vậy là mấy ông pháp sư trong phim Lâm Chấn Anh chuyên đi trừ ma diệt quỷ xem bói tướng số phong thủy đất đai là có thật đâu à?
Sơn đặt chiếc ba lô xuống ghế rồi đáp. Ở thì cũng kiểu như vậy, mà mới học có gần 10 năm cũng gọi là biết chút vậy thôi. Đã lúc này liền phấn khích. Ôi bạn tôi, bạn đã trở nên khiêm tốn từ bao giờ rồi vậy hả? Không phải giấu đâu, nãy giờ tôi chứng kiến cũng hiểu được đạo pháp của bạn cao thâm lắm. Dành hôm nào dạy tao với. Nhìn với khuôn mặt của Đạt, Sơn lúc này bất giác rồi cười. Mày thật là, đạo thuật đâu phải ai cũng phù hợp để học đâu. Có những người có căn cơ duyên số với đạo, học chỉ vài năm đã lĩnh ngộ được bằng người khác học cả mười mấy năm. Cũng có những người dù có trau dồi bao lâu đi chăng nữa cũng không có lĩnh ngộ được gì cả, vì vốn dĩ họ không phù hợp để mà học đạo. Không những vậy mà đạo có bao hàm ý nghĩa rất sâu rộng. Đạo không chỉ là đạo thuật, nó còn là kiến thức, là nhân sinh, là ý nghĩa của cuộc sống ẩn chứa trong đó nữa đấy. Quan trọng là nó hướng con người ta đến những điều tốt đẹp. Đạt nghe xong thì ngẩn cả người ra. Được một lúc thì chấp miệng bảo. Ghê thật đó, năm nay mới có gần 30 mà cứ như một ông cụ non. Ok, tạm thời như vậy đi. Ngày tháng còn dài, anh em mình từ từ bàn bạc sau. Bây giờ ngồi đây tao xách cặp lồng chạy ra phố mua hai bát phở anh em mình ăn. Tao đói quá, cái đêm này hàn huyên tâm sự sau. Đã đóng cổng nổ máy, chiếc xe phóng nhanh vun vút ra bên ngoài con hẻm nhỏ. Lúc này trong nhà chỉ còn mình Sơn, anh liền rút máy gọi cho người bác ở dưới quê nội. Sau một hồi chuông ở đầu dưới bên kia nhấc máy. Sơn hả? Mày về đến đâu rồi cháu? Sơn lúc này liền đáp. Cháu đang ở nhà thằng Đạt bác ạ. Cháu trên này một ngày mai, tới ngày kia cháu về quê thăm bác. Người phụ nữ liền bảo. Đi đường mệt thì nghỉ ngơi một hai ngày đã, rồi về thăm bác cũng được. Về đi rồi hai bác cháu mình nói chuyện. Sơn nói thêm vài câu rồi cũng cúp máy. Ngày mai Sơn sẽ quay lại ngôi làng ngày xưa, nơi mà anh đã từng gắn bó cả một quãng đời thiếu niên. Cũng chính là nơi xảy ra sự việc đau lòng nhất trong cuộc đời mà Sơn không bao giờ quên được. Bỗng một bên mắt của Sơn co giật, anh bất giác cảm thấy có điểm chẳng lành. Vừa đưa ngón tay lên bấm đồn thì đúng là có điểm xấu thật. Thế nhưng lại rất mờ nhạt, không rõ là gì, xảy ra ở đâu, vào khoảng thời gian nào. Điều đó làm cho Sơn dấy lên một nỗi bất an trong lòng. Cánh cổng được mở ra, Đạt đang về tới, xách một cặp lồng phở để áp vào trong, đổ ra hai chiếc tô lớn. Đạt liền bảo. Mau vào trong ăn đi cho nóng, sáng mai dậy tôi đưa mày đi lượn phố xá chơi bời. Sơn ngồi vào bàn rồi nói. Ngày kia về quê mày có đi cùng tao không? Đạt liền đáp. Cũng được, lâu rồi chưa có đâu đâu xa cả, nhân dịp này về chơi cũng được mà. Mà tính ra cái lần cuối tao về quê mày chơi là cái năm anh em mình học lớp 6 ấy nhỉ, cũng 17 năm rồi còn gì. Sơn gật đầu, đúng là đã rất lâu rồi. Tuy ông bà nội đã mất trước cả khi Sơn gặp biến cố, nhưng mà dù có đi đâu xa xôi thì người ta vẫn nhớ về cố hương, nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp thời thơ ấu. Ăn xong bát phở cũng đã hơn 7 giờ tối. Đặt đi rửa bát, Sơn ra ngoài phòng khách bật tivi xem. Bây giờ Đặt liền bảo. Mấy cái năm 12-13, mạng xã hội điện thoại thông minh nó chưa có phổ biến rộng rãi như bây giờ. Người ta vẫn còn xem tivi, xem truyền hình cáp. Chứ bây giờ điện thoại, smartphone nhiều nhan nhản, YouTube các thứ phát triển mạnh. Muốn xem gì chỉ liệu lên mạng search là xem được luôn, chả xem tivi nữa đâu mày ạ. Mà nói mới nhớ, mày có điện thoại chưa vậy? Không lẽ là cứ dùng cái cục gạch đó quê vãi ra? Sơn cũng nhớ ra là năm ấy anh cũng từng có một con Samsung Galaxy S2 rất sành điệu, mà sau này lên núi dùng thêm một thời gian để tập trung cho việc tu đạo nên anh đã bỏ luôn và dùng cái cục gạch này cho tới bây giờ. Chiếc điện thoại đã mở hết cả số. Đặn đi ra rồi bảo. Được rồi, mai ra phố tao dắt mày đi mua một cái điện thoại mới cho phù hợp xu hướng. Cả các cụ bây giờ họ còn dùng điện thoại cảm ứng, ai mà dùng bác cái này. Sơn vội đáp. Ấy chết, không cần đâu, tao làm gì mà có nhiều tiền mà mua. Đặn vỗ vai của anh rồi bảo. Bạn bè chi cốt với nhau tiền nong gì, coi như quà gặp mặt sau 10 năm đi, mày phải nhận cho tao vui. Thế Đặt nói chắc định như vậy, Sơn đành nhận lời. 9 giờ tối hôm đó, Đặt nằm lên giường bấm điện thoại, mày mê chát chít với em mới quen. Sơn ngồi xếp bằng tập trung thiền định, chốc chốc tai của Sơn giật lên vài cái, giống như đang nghe ngóng một điều gì. Đặt vừa nhắn tin với người yêu vừa bảo. Ê, cho anh em với nhau tao hỏi thật nha,
Suốt 10 năm trên núi không có quan hệ nam nữ yêu đương với ai, vậy mà vẫn chịu được à? Sơn nhắm nghiền mắt rồi đáp. Khi mày sống trong một môi trường thanh tịnh, không có yếu tố gì có thể khơi dậy dục vọng trong cơ thể, trong tâm hồn, tự nhiên bản thân mày không bị ảnh hưởng, sẽ không bị mấy thứ cảm xúc được chi phối. Đàn lẻ lưỡi ra ngắn ngầm, đang cái tuổi thanh niên hừng hực nhựa sống mà lị đi sống theo kiểu của thằng kia, chắc đàn thật tịnh thân còn hơn. Sơn nhíu mày, anh rời khỏi giường bước ra gần khung cửa sổ tầng 2, đưa mắt nhìn xuống bên dưới còn ngõ nhỏ. Lúc này đã vắng bóng người qua lại, chỉ còn nghe văng vẳng từ sau vọng lại tiếng dao của những cánh hàng rong nhầm nhoàng trong ánh đèn vàng vọt hắt xuống mặt đường. Trong những khoảng tối đen đặc, Sơn thấy ẩn hiện những cặp mắt đỏ lòm lập lòe ma quái. Sơn lẩm bẩm, quái lạ, giờ gần đây ma quỷ xuất hiện ngày càng nhiều, không chỉ ở những nơi hẻo lánh mà ngay cả chốn phố xa tấp nập như vậy cũng có. Không lẽ là có chuyện gì xảy ra với thiên địa ư? Với tay đóng cửa sổ lại cho ấm, Sơn leo lên giường rồi bảo, thôi ngủ sớm đi, mai còn ra bến xe, tao ở trên núi tầm này là đi ngủ rồi đấy. Đặn lắc đầu bảo, đúng thật là tao cứ phải 12 giờ 1 giờ đêm mới ngủ, mày cứ ngồi trước đi. Nói xong Đặn liền với tay tắt điện thoại. Cả căn phòng chìm trong thứ ánh sáng xanh của đèn ngủ. Sơn thả lỏng toàn thân, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. 7 giờ sáng hôm sau, cả hai sửa soạn quần áo cho một chuyến về chơi quê 3-4 ngày. Đặn vừa gấp đồ vừa ngáp ngắn ngáp dài. Sơn thấy vậy thì bảo, cơ thể mày do thức khuya ăn uống không điều độ, đầu óc lại hay nghĩ tới vấn đề dâm dục, nên làm cơ thể bị suy nhược, khí huyết không có lưu thông, hay đau đầu chóng mặt, người lúc nào cũng uể oải thiếu đi sinh khí. Đặn giật mình nói, ôi chà, mày còn biết xem bệnh không qua khí sắc nữa hả? Sơn đáp, cơ một chút thôi, nhờ thầy dạy đó. Để lại lên thành phố tao cây cho mày vài thang thuốc mà uống cho nó lại người, để lâu không tốt đâu. Đặt nhìn Sơn với một ánh mắt đầy kinh ngạc. Thằng bạn ăn chơi ngổ ngáo phát ra chi từ cách đây 10 năm về trước đã biến mất. Đứng trước mặt bây giờ là một người trưởng thành chững chạc, có am hiểu sâu rộng về lĩnh vực tâm linh, đông y, phong thủy, ngũ hành, bói toán. Quả thật là một điều đáng kinh ngạc. Sơn cũng từng kể với Đạt về việc thầy của anh ta có một tủ sách với hàng ngàn cuốn, ghi chú nhiều kiến thức về đạo thuật, y thuật, ngũ hành. Suốt 10 năm qua Sơn đã đọc và hiểu được rất nhiều từ những cuốn sách đó. Cả hai người bắt taxi ra bến xe. Vừa xuống xe, Sơn gọi ngay cho bà bác ở dưới quê để thông báo. Bà bác nghe vậy thì gật gù rồi nhanh chóng cắp lán đi chợ, mua đồ ăn về để nấu cho Sơn một bữa, coi như lời chào ngày thằng cháu trở về. Ngồi trên xe được một tiếng thì cũng đã về đến quê nội. Cả hai người xuống xe, tiến lại một quán nước ở ven đường. Sơn ngước mắt lên trời, vẫn là một màu sắc huyết ảm đạm của mùa đông. Đặn rút điện thoại bật 4G để dò, phát hiện quanh đây không có Grab. Sơn nhớ là ngày xưa lúc gia đình còn khá giả, bố có mua ô tô riêng để đưa cả nhà về quê, nên Sơn chưa gặp tình huống xe dở dọc đường như vậy. Để đi từ đây vào trong làng còn gần 3 cây số, đường đi thì đủ cho có xe con đi, xe khách không thể nào đi được tuyến này. Đồng lúc ấy bà cô bán nước như đoán được tâm lý, bà ta liền bảo, hai đứa mới từ phố muốn về làng phải không? Sơn gật đầu rồi đáp, vâng ạ. Cô cho bọn cháu hỏi muốn gọi xe ôm về đó làm thế nào. Bà cô rút chiếc điện thoại ra rồi bảo, để đấy, cô gọi cho ông chú này làm nghề xe ôm, bà lão ấy tới chợ đây rẻ cho hai đứa. Sơn liền gật đầu cảm ơn. Chỉ khoảng 15 phút sau đã có một người đàn ông cưỡi trên con xe quay chiến xuất hiện. Đặt ngó chiếc xe đã đổ được thêm 2-3 cái lò xo và phần yên đã được nối dài thì cứ nghĩ đây là xe chở lợn. Người đàn ông thấy nét mặt của đàn ông ta cười rồi bảo, chú chở nhiều người đi lại quanh tuyến đường phố huyện này về làng, cho nên là đôi khi chở một lúc 2-3 người. Cái xe này mà không có độ thêm mà ngồi vào mắt, cái chỗ này hầu như không có công an đứng, cho nên cứ vô tư về lấy làng hạ thì chú lấy rẻ 100.000. Sơn và Đàn gật đầu đồng ý. Ông chú vui vẻ đưa cho cả hai 2 cái mũ bảo hiểm rồi lập tức nổ máy phóng đi. Đạt và Sơn vừa ngồi lên thì chiếc xe nhà khói lao vút về phía trước, nhắm hướng con đường dẫn vào làng hạ mà phóng tới.
Con đường rộng thênh thang đổ bê tông phần lì thoáng đãng, nên đồng chú xe ôm phóng bạt mạng như để kịp giờ đầu thai. Mặc dù tống ba mà chiếc xe lâu lâu cứ nảy lên tưng bừng, khiến cho đàn muốn nôn luôn ra bát bún mọc mới ăn lúc sáng. Đột nhiên chiếc xe đi chậm lại ì ạch như đang phải chờ một thứ gì đó rất nặng. Tiếng máy nổ vang lên xịt cả khói. Đàn nhăn nhó rồi bảo: "Sao vậy chú xe hồng à?" Ông chú cũng tỏ ra khó hiểu, cứ vừa đi vừa vặn ga ngó nghiêng xuống bên dưới miệng bảo: "Quái lạ nhỉ, sao còn đầy lúc không hư? Vừa hôm qua hôm kia mới đi bảo dưỡng, bình thường để chở lợn về còn vô tư, sao nay lại dở chứng vậy chứ?" Sân người thêm một mùi xú ít tanh tưởi bốc lên thoang thoảng. Anh bất giác ngó đầu ra đằng sau để nhìn. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cho Sơn giật thót. Có một người đàn ông người ngợm bê bết máu, quần áo rách te tua, thịt trên cơ thể bong ra từng mảng lòi cả xương, giống như vừa trải qua một vụ tai nạn cực kỳ thảm khốc. Vừa kinh hãi hơn là đoạn ruột của ông ta lòi ra, quấn chặt lấy cái phục sau của chiếc xe máy. Vì vậy chiếc xe đi trên đường cáo lê luôn cả ông ta. Một cánh tay gần đứt lìa, tay còn lại thì bám vào khúc ruột. Cơ thể bị kéo tới đâu thì máu tạo thành một vết dài đỏ thẫm trên mặt đường tới đó. Nhưng nhìn khuôn mặt đẫm máu tỉnh bơ vô hồn nhìn thẳng vào Sơn. Sơn tất cả mồ hôi miệng lẩm bẩm: "Làm hết cả hồn, sao lại bị tai nạn dân nông nỗi này?" Anh rút trong ngăn ba lô ra một con dao nhỏ màu bạc, nhìn giống như một món đồ cổ, cúi người xuống chặt đứt đoạn ruột đang buộc vào cây phuộc. Đoạn ruột đứt người đàn ông bị tuột lại đằng sau, theo đà lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất. Ông chú đang ra sức vặn ga thì bất ngờ chiếc xe nhẹ bẫng như cũ, bốc đầu tăng tốc đột ngột bắn thẳng về phía trước. Cái thứ kia lồm cồm bỏ dậy, nó hướng ánh nhìn đanh ác về chiếc xe đang lao vun vút. Ông chú liền thốt lên: "Ô hay, lại đi nhanh được rồi sao lạ nhỉ? Cái xe này tới tuổi rồi hả?" Đàn hú vía đưa tay lên xoa ngực, bấy giờ Sơn mới hỏi: "Gần đây đoàn này có người chết vì tai nạn hả chú?" Ông chú nghe hỏi thì đáp: "À đúng, sao cháu biết? Cái đây một tháng có một vụ tai nạn tông trực diện xe chở gạch với xe máy chở hai người. Khổ, hai lão đó ở thôn bên, sang bên mình để ăn cưới. Chiều tối về loàng choàng thế nào, lái xe tông thẳng vào cái xe chở gạch chạy phía đối diện. Tông mạnh lắm, ngã vật xuống cái chỗ bánh xe luôn. Xong bị xe kia nó nghiến qua, kéo lê đi cả 6-7 mét. Khổ nỗi cả cái xe chở gạch kia cũng đang chạy nhanh. Phải là một lão chết tươi tại chỗ, cái ngồi sau thì gãy cả chân, may mà không nguy hiểm đến tính mạng." Đắn nghe xong thì dùng mình, Sơn bắt đầu thấy khó hiểu. Cho dù cô chết oan đau đớn tức tưởi, cũng không thể có cái chuyện hiện ra giữa ban ngày, rồi lúc này bầu trời đang xám xịt tối sầm lại như buổi chiều. Chiếc xe đã lao tới cổng làng hạ, ông chú chở Sơn và đặt đi luôn vào trong. Cái gần trước cổng đình, cả hai xuống xe, trao đổi số điện thoại để hôm sau gọi ông ta tới đón. Đi lên đường cái bắt xe, Sơn nhìn vào bên trong ngôi đình làng cổ kính đã hơn 10 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Sơn về quê. Nơi này vẫn vậy, không có nhiều thay đổi. Có chăng là khoảng sân rộng trước mặt đã lát gạch mới, tường bao, cửa nẻo các thứ cũng đã được Sơn sửa lại khang trang. Đột nhiên một luồng gió thổi từ đâu tới cuốn phăng đám lá khô bay xào xạc. Đàn chật nhăn nhó đưa tay lên mũi rồi bảo: "Quái lạ cái mùi gì tanh nhỉ?" Sơn nhíu mày, đúng là tanh thật. Mùi này không phải mùi tanh cổ máu mà có gì đó rất dơ bẩn. Sơn và đàn không vội đi về nhà ông bà nội mà đẩy cửa cổng đình làng bước vào bên trong. Từ xa mới về thăm làng sau nhiều năm xa cách, việc đầu tiên Sơn muốn làm là thắp hương kính thành hoàng làng trước. Vừa mới bước vào trong sân đình, có một ông cụ khoảng 70 tuổi bước từ bên trong ra rồi bảo: "Hai cậu mới về làng chơi tới thắp hương hả?" "Dạ vâng ạ, cháu là cháu nội của ông bà Khảo, cháu mới đi xa về ông ạ." "Ồ, ra là cháu nội ông Khảo hả? Lớn vậy rồi hả? Ngày xưa tôi hay đánh cờ với ông ấy, tới nay ông bà ấy cũng mất được 15 năm rồi đấy." Sơn gật đầu vâng dạ. Anh nói tiếp: "Cháu vào thắp hương cho thành hoàng làng ông ạ." Ông cụ gật đầu rồi dẫn cả hai đi vào bên trong. Bước vào bên trong, vừa đón lấy mấy nén nhang từ tay ông cụ, Sơn giật mình suýt nữa đánh rơi chúng xuống đất. Thế nét mặt kinh ngạc của Sơn đặt vào ông cụ kia ngạc nhiên, Đặt liền vội hỏi: "Sao đấy? Sao lại chúng ta vậy hả?"
Sơn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, lắc đầu. À, không có gì đâu. Sơn và Đạt nhanh chóng thắp hương, sau đó đi ra bàn ngồi uống nước, nói chuyện với ông cụ thủ từ một lúc rồi cả hai xin phép ra về. Vừa về đến cổng, Đạt lúc này liền hỏi: khi nãy mày bị sao vậy? Thế cái gì lạ hả? Kể với tao. Sơn nét mặt tỏ ra vô cùng nghiêm trọng rồi đáp: lúc vừa bước vào bên trong gian thờ, sở dĩ tao giật mình là vì tao không hề thấy thành hoàng đâu. Ngay cả khí của ngài cũng không còn vương lại một chút nào cả. Chứng tỏ thành hoàng làng không ngự ở làng cũng gần một thời gian rồi, có thể là trên dưới một năm. Đặt nghe xong thì cũng ngạc nhiên. Nghe bảo thành hoàng làng là một vị thần bảo hộ cho ngôi làng. Ngoài những lúc đi việc ra thì họ luôn trấn giữ tại đình làng, tránh cho yêu ma xâm nhập. Chính xác. Vậy nên là việc một ngôi làng có tuổi đời vài trăm năm như là làng Hạ, cộng thêm với việc người dân nơi đây qua bao đời rất tín ngưỡng, không thể có cái chuyện thành hoàng không ở đây, trừ khi... trừ khi sao? Trừ khi có một thứ gì đó án ngữ rất mạnh khiến thành hoàng làng không thể hiện thân, họ bắt buộc phải ẩn mình đi nơi khác. Ý của mày... Còn chưa kịp nói hết câu, Sơn đã ra hiệu im lặng. Sơn đảo mắt một vòng xem xét tình hình rồi vào: biết vậy đã, cái chỗ này theo vách mạch rừng, không có tiền nói chuyện lâu, về ông bà nội tao đã rồi tính. Khi mà cả hai người vượt đi khỏi, ông cụ thủ tử bước từng bước nhẹ nhàng đi ra phía cánh cầm. Ông ta dõi theo bóng dáng của hai thanh niên đi khuất bóng, trên khuôn mặt lộ ra biểu cảm vô cùng khó hiểu. Trên con đường xóm dẫn về ngõ nhà ông bà nội, Sơn và Đạt vừa đi vừa ung dung hít hà bầu không khí không có khói bụi. Đường của thôn bây giờ cũng to đẹp hơn xưa, nhà cửa của bà con cũng khang trang hơn nhiều. Nhưng sau quang cảnh có vẻ hơi vắng, mọi người đi đâu cả rồi? Sơn bỗng nhiên giật mình, anh cảm giác dường như cả hai người đang bị theo dõi. Sơn khẽ đảo mắt đích nhìn chung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì cả. Đặt liền hỏi: sao đấy, có gì nữa hả? Sơn lắc đầu đáp: à không, thôi đi nhanh đi nào. Sơn và Đạt tìm tới con ngõ rẽ vào nhà ông bà nội. Phải nhìn kỹ lắm Sơn mới nhận ra vì đường xá nông thôn bây giờ đổi mới quá nhiều. Nhà ông bà nội nằm ở ngay cuối ngõ. Vừa về tới, Sơn đã thấy cánh cửa mở toang, anh để nói lớn: bác Hiền ơi, cháu Sơn đây. Bà Hiền đang từ trong bếp chạy ra, vừa nhìn thấy Sơn bà đã mừng quýnh lên rồi bảo: rồi đất ơi, cháu của tôi, mày bỏ bác đi cả chục năm, bây giờ mới chịu vác cái mặt về, mày tính để tao chết khô ở đây mới về viếng hả? Nói xong bà vịn tay vào vai của Sơn, ngắm nhìn anh từ đầu tới chân, ngắm nhìn đứa cháu bà yêu quý nhất từ khi lọt lòng đi buồn bà tên này cũng đã ngót chục năm mới gặp lại. Hai hàng lệ lăn dài trên đôi gò má sẹm đen vì nắng mưa tảo tần, bà nghẹn ngào rồi vào: bố mẹ mày mất, mày cũng bỏ bác mà đi biển biệt, một năm chỉ gọi về nhà vài cuộc. Bác sống lùi thủi căn nhà này từ hồi đó cho đến bây giờ, chăm lo hương khói cho ông bà, cho bố mẹ của mày. Cuối cùng thì mày cũng về, tốt quá rồi. Nhìn lớn hơn nhiều đấy, da dáng của một người đàn ông trụ cột lắm rồi. Sơn cũng rừng rừng nước mắt. Bác Hiền là chị ruột của bố Sơn, không có chồng hay có con cái. Từ bé bác đã vô cùng yêu thương Sơn và Sơn cũng vậy. Do không có chồng con nên bác Sơn nay chỉ ở một mình. Cho đến khi ông bà nội mất thì bác cũng bán căn nhà cũ và dọn về đây, tiện hương khói cho ông bà. Việc Sơn bỏ đi tu đạo khiến cho bác rất buồn phiền và lo lắng cả một quãng thời gian dài về sau. Sơn sau này gọi về và kể cho bác nghe nhiều chuyện về bà, cũng ngồi ngoài đi phần nào. Bác Hiền lúc này liền hỏi tiếp: thôi được rồi, hai đứa vào nhà cất đồ đạc nghỉ ngơi. Bác mới mua con cá to lắm, để trưa nay bác làm món cá nấu riêu ăn với bún cho hai đứa. Sơn thích thú, anh nhớ lại ngày xưa mỗi lần về quê, bác Hiền lại chủ tài nấu món ăn này và mọi người ai cũng thích, vì bác nấu rất là ngon, ăn rất vừa miệng. Đã rất lâu rồi tới bây giờ Sơn mới có cơ hội ăn lại. Cả hai đi vào trong nhà cất đồ, Sơn bước lại trước ban thờ ông bà các cụ, anh đốt hương rồi lâm râm khấn vái. Có một chi tiết làm cho Sơn thấy lạ, tức là mặc dù bác Hiền luôn khói nhang đầy đủ nghi ngút, thế nhưng mà tại sao bàn thờ vẫn lạnh ngắt, không có dấu hiệu của người ngự.
cắm vào bát hương, Sơn vái bà vái rồi đi ra bên ngoài. Ngồi ngoài hiên đặt lúc này bảo: đúng là ở quê không khí lúc nào cũng trong lành hơn, hít thở sướng thật đây. Đường phố cũng thoáng đáng nữa, yên tĩnh không ồn nào, rất là tịnh tâm. Sơn gật đầu tán thành. Anh sống trên núi đã lâu, cũng đã quen với sự yên tĩnh trầm mặc. Giờ xuống núi về lại phố xá lại có chút cảm giác lạc lõng không quen. Đang ngồi trên hiên thì Đạt bỗng nhiên thốt lớn: trời đất ơi, làm cho người ta hết cả hồn. Ngay phía bờ đối diện, một cái đầu người thò lên đang nhìn chằm chằm vào hai người. Đạt liền chửi thề: bố tổ chứ, làm tí nữa đứng tim, sao cứ đứng đó mà nhìn qua đây bất lịch sự vậy. Bác Hiền từ dưới bếp đi lên, nghe Đạt nói như vậy bác thở dài rồi vào: nó là thằng cháu của nhà ông bà Tôn, khổ đang khỏe mạnh sức dài vai rộng, đợt đầu năm đi làm công nhân đó, chả hiểu bị cái gì mà thành ra ngớ ngẩn vậy đó, cả ngày cứ thơ thơ thần thần trong vườn như người mất hồn. Lâu lâu anh nhìn nó cứ nhìn qua đây bác cũng quen rồi. Sơn chăm chú quan sát khuôn mặt ngờ nghịch của người đàn ông kia. Anh đứng dậy tiến lại gần bờ tường để quan sát cho thật kỹ. Thế Sơn đang bước lại gần, người kia sợ sệt vội chạy biến vào trong nhà. Đạt lúc này nói: nhìn mặt đúng là ngớ ngẩn luôn đấy mày, khổ thân. Sơn liền đáp: sắc mặt rất lạ, khí chất bất ổn, giống như người bị bắt vía. Là sao? Lại bị bắt vía hả? Sơn liền đáp: con người ta thường có ba hồn bảy vía, mất đi một phần vía sẽ bị rơi vào tình trạng ngớ ngẩn, ngờ ngờ ngáo ngáo. Thông thường khi bị rơi vào tình huống quá hoảng sợ một cách đột ngột thì cũng mất đi một phần hồn vía. Dần dần hay có câu là sợ hết hồn vía là như vậy đó, hoặc là do ma quỷ trộm mất vía. Theo lời kể thì tình trạng này đã diễn ra được gần một năm, thế thì bây giờ cái vía kia không có lấy lại được nữa. Nói xong thì Sơn tới gần bờ tường ngó sang mảnh vườn của hàng xóm, quan sát một lượt. Sơn bảo: đi, tao với mày qua đó một chuyến. Đạt liền đáp: không quen biết gì sao lại qua đó chơi, ngại bỏ sư. Sơn bảo: có gì đâu mà ngại, hàng xóm với nhau cứ đi theo tao, qua đó tao tìm hiểu thêm. Nét xong Sơn bước thẳng ra ngoài cổng, Đạt cũng vội vàng chạy theo. Vừa đi đổ 20 mét thì chiếc cổng của ngôi nhà hàng xóm cũng hiện ra. Sơn ngó vào bên trong thì con chó trong sân sủa lên inh ỏi. Một bà cụ độ 80 tuổi đi từ trong nhà đi ra, thế có người lạ đứng trước cổng, bà liền hỏi: hai cậu tìm ai? Sơn liền đáp: dạ cháu là cháu nội của ông bà Khảo, nay cháu về chơi, bà gái cháu là bác Hiền, có bảo cháu qua đây xin mấy cái lá chanh. Bà cụ à lên một tiếng rồi đáp: à ra là cháu nội ông bà Khảo hả, vào đi, cây chanh ở vườn sau đấy, hái bao nhiêu cũng được, thế cô Hiền đang nấu cơm hả? Sơn đẩy cổng bước vào rồi đáp: dạ vâng ạ, bác cháu đang nấu cơm, bảo cháu sang đây xin lá chanh. Cả hai người tiến vào trong sân. Sơn đảo mắt nhìn chung quanh, chợt anh thấy người thanh niên lúc nãy đang ngồi thu lu trong xó bếp. Sơn không nói gì thêm mà bước luôn ra ngoài vườn. Khi cả hai người đang lối hối vặt lá chanh thì thanh niên kia rón rén bước lại, đứng giữa khoảng cách để quan sát. Sơn quay người lại tiến tới gần anh ta. Người kia toan bỏ chạy thì Sơn chụp luôn lấy bàn tay mà nắm chặt. Đột nhiên anh ta khựng lại nhìn Sơn không chớp mắt. Sơn nhíu mày, anh lập tức buông tay. Đặt vội hỏi: để bắt tay xã giao luôn đó hả? Sơn liền đáp: đúng là bị câu mất hồn phách dẫn đến ngớ ngẩn, mà là chưa bị câu nhiều, chứ không bây giờ mất mạng rồi đấy. Thôi được rồi, về đi, tí nữa tao sẽ hỏi bác Hiền một số chuyện. Sau việc cả hai người chào bà cụ Tôn rồi ra về. Khi cả hai vừa đi khuất, khuôn mặt của bà Tôn đanh lại nhìn vô cùng quái lạ. Trong bữa cơm trưa, Sơn liền hỏi: bác này, giờ gần đây quê mình có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không bác? Lạ là thế nào? Mày hỏi bác vậy bác chả hiểu. Sơn liền đáp: thì ví dụ như là có nhiều người bị bệnh, rồi nhiều tai nạn xảy ra, rồi nhiều cái không hay xảy ra đấy. Bác Hiển nghe xong thì im lặng trong giây lát rồi bảo: à, nếu nói mấy cái đó thì đúng thật là có. Ở trong tháng này đã có 6 cụ cao niên đi rồi, trong khi rõ ràng trước đấy cụ nào cũng khỏe mạnh ra rẻ hồng hào. Anh không nghĩ mấy cụ ở mỗi người phải sống thêm được vài chục năm. Ấy vậy mà đùng một cái lăn ra ốm liệt giường, chết liền tù tì 6 người luôn.
Trẻ con thì cứ ốm đau giật dẹo suốt thôi. Ban đầu họ còn tưởng là có dịch cúm, nhưng mà đưa lên bệnh viện huyện á, họ chỉ nói là cảm cúm thông thường do trời lạnh mà thôi. Mấy nay bác cũng thấy ê ẩm khắp mình mẩy đây này. Bác suốt ngày đi làm đồng ăn khỏe như là vâm, mà còn thấy cơ thể đau nhức trong cái mùa này. Chị em người già thì sao chịu nổi. Bác cũng nghĩ có khi là do lạnh quá nó vậy thôi. Sơn nghe thông thì gật gù im lặng. Anh thì không cho rằng nguyên nhân là như vậy. Khi bước vào trong làng, Sơn thấy khí đất ở trong làng này không ổn. Xuất hiện rất nhiều chứng khí len lỏi, lẩn khuất không rõ ràng, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân. Thế nhưng nguyên nhân do đâu mà oi khí xuất hiện thì tạm thời Sơn chưa biết. Chỉ hôm ấy Sơn vừa đã tiến hành lượn một vòng quanh thôn để xem xét tình hình. Vừa đi Đạt lúc này vừa hỏi: "Vậy theo mày nguyên nhân là do ở đâu?" Sơn liền đáp: "Khi đất bị nhiễm độc âm, khả năng cao là mồ mà bị động rất nhiều, hoặc long mạch bị chạm, hoặc cái gì đó từ bên ngoài tác động. Nếu để lâu thì người sống trên mảnh đất này, nhà thì ốm đau vật, bệnh tật triền miên, nặng thì vong mạng." Đạt liền tỏ ra e dè rồi bảo: "Thu thật là ta không biết hay là để ý tới cái mấy cái này đó." Sơn gật đầu rồi đáp: "Cũng dễ hiểu thôi mà. Người bình thường thì để ý mấy cái này làm gì? Chỉ những người hành nghề cúng bái, xem nhà cửa phong thủy đất đai, chấn trạch trừ tà các thứ mới tìm hiểu thôi." Đột nhiên Sơn gượng lại, cảm giác như có người đang theo dõi lại hiện lên. Đây đã là lần thứ hai trực giác của Sơn không bao giờ sai. Đặt lấy tay của Sơn rồi e dè bảo: "Ê mày này, sao lại có mấy người trong xóm đó? Họ đứng nhìn bọn mình vậy hả?" Sơn quay đầu nhìn lại đằng sau. Có một số người đang đứng theo dõi cả hai người. Họ cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Sơn và Đạt như những sinh vật lạ. Sơn bắt đầu nhận ra thêm nhiều điểm bất thường. Ánh mắt của những người kia không hề thân thiện một chút nào. Cảm thấy không ổn, Sơn nói: "Thôi về đi mày, có gì về nhà nói." Đạt lúc này cũng đã thấy rén, anh ta gật đầu rồi hai người cắm đầu đi một mạch về nhà, không dám ngoái đầu nhìn lại. Về đến sân, Đạt ngồi xuống hiên thở hổn hển rồi vào: "Quái lạ thật đó, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Nó làm cho tao liên tưởng tới mấy bộ phim có mấy người du lịch đi vào một cái thị trấn. Sao là người trong trấn có vấn đề, chuyện giết khách vãng lai đấy." Sân ngồi xuống, anh ta xua tay đáp: "Mày xem phim nhiều quá đâm ra bị ảo đấy. Nhưng đúng thật là khó hiểu, sao mọi người lại có biểu hiện kỳ lạ vậy nhỉ?" Đúng là bác Hiền đi từ ngoài vườn vào, thấy hai thằng có biểu hiện hoang mang thì bác hỏi: "Sao bảo đi dạo thăm thú làng cơ mà, đã về rồi hả?" Sơn thấy bác Hiền thì liền hỏi: "Dạo này bác có thấy mấy người trong làng mình có điều gì lạ không?" Bác Hiền liền đáp: "Bác đi làm suốt ngày, dạo này còn đi làm công cho xưởng may trên phố, rồi cả cái việc dụng vườn nữa, chả có thời gian đâu mà qua hàng xóm chơi. Lâu lâu ấy thì chào hỏi vậy cũng không có ý gì nữa." Sơn nằm chiều suy nghĩ, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Bữa trần anh để ý đến một vật mà bác Kiền đang đeo ở trên cổ. Sơn liền hỏi: "Cái móng hồ này từ đâu bác có?" Bác Kiền cầm cái móng lên rồi bảo: "Di vật của ông ấy, có một năm ông ấy lên Sơn La, được một người bạn tặng, nghe nói là vuốt hổ núi lâu năm đấy. Hàng hiếm lắm, ông nâng niu nó lắm. Lúc qua đời thì cũng để không, nên là bác lấy bác đeo." Sơn chăm chú quan sát cái móng vuốt, anh cảm nhận được nó phát ra một luồng sát khí rất mạnh. Đêm hôm đó lạ giường, Đặt và Sơn đều khó ngủ. Đặt cứ lăn qua lăn lại, lâu lâu lại mở điện thoại ra lướt. Sơn nằm nghiêng qua một bên, hướng đôi mắt ra khe khẽ cửa sổ, nhìn thông ra khu vườn sau nhà, có những cơn gió nhẹ len lỏi thổi vào trong buồng. Đêm mùa đông lạnh buốt, nằm trong chăn ấm khiến cho người ta không muốn bước chân ra khỏi giường. Bỗng nhiên Sơn nghe thấy tiếng bước chân ai đó ở ngoài gian chính, sau đó là tiếng chốt cửa mở khe khẽ. Sơn thầm nghĩ, có lẽ là bác Hiền dậy đi vệ sinh. Đúng là như vậy, bà Hiền mở cửa nhẹ nhàng rồi bước ra ngoài sân. Sơn cũng không để ý nữa mà nhắm nghiền vỗ cố dỗ giấc ngủ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Sơn giật mình tỉnh dậy vì cảm thấy nhiệt độ trong buồng đang rất thấp. Nhóm người nhìn qua phía buồng, tấm rèm cửa đang bay phấp phơ giống như có gió thổi.
Sơn thế là vội trèo ra khỏi giường, đi ra bên ngoài ra nhà giữa. Anh ngạc nhiên khi mở cửa nhà mở toang, gió lạnh từ bên ngoài đang thổi thốc vào từng cơn buốt giá. Do nhà kiểu ngày xưa thiết kế ba gian thông nhau, căn buồng Sơn đang nằm lại bị hỏng cánh cửa, thành ra chỉ có một tấm vải rèm che chắn. Gió từ ngoài sân thổi lên nòi vào tận nơi cả hai người đang nằm. Sơn liền lẩm bẩm: quái lạ, sao cửa lại mở toang vậy chứ? Sơn đưa mắt nhìn về gian buồng của bác Hiền và cửa cũng đang được mở. Anh chợt nhớ đến ban nãy bác Hiền mở cửa để đi vệ sinh, thế nhưng vô lý, từ nãy đến giờ có lẽ chưa đi xong. Như con linh tính mách bảo có chuyện gì đang xảy ra, Sơn vội vàng chạy luôn ra bên ngoài. Sơn kinh ngạc khi thấy nhà vệ sinh tối om không hề có ánh điện, chứng tỏ bác Hiền không có ở đó. Sơn bắt đầu hoang mang, đêm hôm như vậy bác ấy còn đi đâu được chứ? Bất chợt Sơn lắng tai nghe, có một tiếng nói chuyện gì rầm nho nhỏ phát ra từ ngoài vườn. Sơn giật mình, sao lại có tiếng người ngoài đó, không lẽ là ăn trộm? Anh vội vơ lấy cái đòn gánh dựng ở góc sân, lầm lầm trong tay mà bước từng bước thận trọng tiến ra ngoài vườn. Mắt của Sơn lúc này đã quen với bóng tối. Sơn kinh ngạc hơn khi thấy một bóng người đang ngồi xổm dưới gốc cây ổi, miệng đang xì xào to nhỏ như đang bàn tán chuyện gì đó. Chưa nhận ra đó chính là bác Hiền, không lẽ bà ấy bị mộng du, nửa đêm mò ra đây ngồi nói làm một mình như vậy? Nhưng không phải như vậy, bác Hiền không nói chuyện một mình, bởi trước mặt bác lúc này có 4-5 cái bóng đèn khác đang ngồi túm tụm lại. Và điều kinh hãi hơn là chúng có một đôi mắt lập lòe như những con đom đóm phát sáng trong màn đêm. Sơn biết ngay đã có biến, anh vội hét lớn: bác Hiền, tỉnh dậy đi! Bà Hiền giật bắn mình như vừa thoát khỏi cơn mộng mị. Bà đứng bật dậy rồi ngơ ngác: ô hay, sao bác lại đang ở ngoài này? Bóng đèn trong sân vụt sáng, đặt vội chạy ra rồi nói: cái gì đấy Sơn ơi, mày đâu rồi Sơn ơi? Bà Hiền lúc này cảm nhận được cái lạnh buốt giá thấm vào da thịt, cả cơ thể run lên như cầy sấy. Không biết bà đang ngồi ngoài này bao lâu. Sơn vội kéo bà vào trong nhà rồi đóng chặt cửa lại. Điện trong nhà bật sáng, bà Hiền ngồi run lên bần bật. Sơn vội lấy cái áo khoác dày cộm đưa cho bà mặc. Bây giờ bà Hiền mới bảo: bác đang ngủ tự nhiên nghe có tiếng người gọi bên ngoài vọng vào trong buồng, bác đây làm lạ lắm, mới ngồi dậy bước ra ngoài để mở cửa, tự nhiên đầu óc tối sầm lại chả biết gì nữa. Nhìn sắc mặt tái nhợt từ mùi thâm xì của bà Hiền, Sơn liền bắt mạch. Quả nhiên bà đã bị nhiễm hơi lạnh vào người, không sơ cứu ngay thì chắc chắn mà lần ra ốm. Sơn nhỏ đặt lấy mấy lát gừng giã nhỏ pha với nước ấm. Sau đó thì anh mở ba lô, lấy ra chai dầu thảo dược do đích thân thầy bảo chế. Đổ dầu nóng ra tay, Sơn thoa khắp một lượt tay chân cho bà Hiền để giữ thân nhiệt ổn định. Để tới đầu ra thịt nóng bừng lên đến đó, bà Hiền bắt đầu lấy lại được thần sắc, da rẻ cũng bớt nhợt nhạt. Đặt măng gừng đã giã nhuyễn lên bỏ vào bát, rót vào nước nóng đưa cho bà Hiền uống. 15 phút sau thấy bác của mình đang ngừng run rẩy, Sơn mới nói: bác đã bị quỷ dụ, nó dụ bác ra vườn, mục đích là để lấy hồn phách, may mà cháu đã phát hiện kịp thời. Sao lại có cả ma quỷ ở đây, bác chẳng nhớ gì cả? Sơn suy nghĩ giây lát rồi hỏi: gần đây làng mình có làm cái gì ảnh hưởng nặng nề đến phần âm không bác? Ví dụ như là động mồ động mã, hoặc động long mạch, hay đại loại là đào sới gì đó? Bà Hiền nghe xong thì giật mình đáp: à có đấy, gần 2 tháng trước làng mình được trên huyện cấp phép cho xây lại cái nhà văn hóa mới. Lần này sẽ cho xây to nhiều hơn, vì sẽ là văn hóa dùng chung dành cho cả làng Hạ và làng Trung Tín. Vì làng Trung Tín dân cư thưa thớt nên gộp chung nhà văn hóa với bên mình, và lại cả hai làng cũng sát nhau. Sơn liền hỏi: địa điểm khởi công là ở đâu? Ngay chỗ khu ruộng của hợp tác xã ngày xưa, cách nghĩa địa có mấy trăm mét. Sơn đăm chiêu suy nghĩ, nếu như vậy thì khả năng cao là việc đào móng xây nhà xảy ra vấn đề. Liếc thấy trên cổ bà Hiền không đeo chiếc vuốt, Sơn đoán khi ngủ bà sẽ tháo ra. Anh bèn đưa cho bà Hiền một chiếc túi rồi dặn: từ giờ trở đi bác đi ngủ, nhớ treo cái túi này ngay cửa buồng, ma quỷ sẽ không xâm nhập được vào tiềm thức của bác. Còn ngày mai cháu vừa đạt sẽ ra khu đất đó để xem. Bà Hiền nghe vậy thì nói: mới chỉ đào hố đóng cọc chuẩn bị phần móng thôi, chứ chưa có gì đâu.
Sơn gật đầu rồi đáp: cháu ra để tìm hiểu cái khác. Thôi được rồi, bây giờ ngủ thôi, ngày mai tính. Sáng hôm sau, bà Hiền nấu đồ ăn sáng xong thì cũng đi làm. Sơn và Đạt ăn xong khóa cửa rồi đi ra khu đất nơi khởi công xây dựng nhà văn hóa mới. Vừa ra đến nơi đã thấy ngổn ngang đất cát, phần móng đất được rào xong, chỉ còn đợi ngày thi công xây móng. Sơn nhớ tới khu đất này, ngày xưa khi còn bé về quê nội chơi, mấy ông anh họ hay dẫn ra đây chơi với đám trẻ con trong xóm. Có nhiều người nói sau này chỗ này sẽ để xây một cái nhà máy. Thế nhưng suốt bao năm qua vẫn bỏ hoang phế như vậy, giờ thì chuẩn bị trở thành nhà văn hóa. Hai người tiến sâu vào bên trong, trên mặt đất có đóng một cái biển thông báo ghi: khu xây dựng nhà văn hóa. Sơn nhìn toàn cảnh khu đất này, nhìn chung thì địa thế tốt, bằng phẳng không bị sụt lún, xung quanh cũng khai thông, tiện cho việc đi lại giữa hai làng. Nếu để chỗ này công trình xây dựng công cộng thì rất được. Tuy nhiên nếu trích sang hướng tây xa xa là có mấy nấm mộ, đó chính là khu nghĩa trang của làng. Nhìn có vẻ không thuận mắt cho lắm, nhưng mà người dân ở đây chắc cũng không có ý kiến gì. Thế lại gần miệng móng đất đào sẵn, Sơn chăm chú quan sát. Đặt bỗng nhăn mặt rồi hỏi: mày có ngửi thấy mùi gì không? Sơn bấy giờ cũng để ý, đúng là có cái mùi gì đó tanh tanh. Sơn nhận ra chính là cái mùi hôm qua lúc về tới cổng đỉnh Sơn đã ngửi thấy. Thế ra thó thổi từ đây ra đó và mang theo cái mùi này đi, sao đất lại có mùi tanh vậy nhỉ? Sơn thầm nghĩ. Sơn chợt thấy giật mình, anh vội vàng nhảy xuống đất. Đã đứng bên trên ngạc nhiên: ồ, nhảy xuống đó làm gì? Sơn ngồi xuống lấy một cái que khẩy khẩy, một mảnh xương trắng lộ ra. Sơn nhíu mày rồi thầm nghĩ: là xương, xương lợn trắng. Sơn tiếp tục lấy que khẩy khẩy thêm vài cái. Bất giác anh rùng mình, có một vài chiếc răng người nằm lẫn ở trong đất. Sơn như chợt nhận ra điều gì đó, anh lập tức nhảy phúc lên trên đưa mắt nhìn một lượt. Vừa thấy đống đất mà đã đào móng, máy múc đã múc lên, Sơn chạy ngay tới. Đạt không hiểu có chuyện gì cũng chạy ra theo. Sơn chạy vòng quanh đống đất lớn, cầm cành cây khô mà chọc ngoáy liên tục. Đạt ngẩn người ra trước hành động kỳ lạ của thằng bạn, vội hỏi: làm cái gì đấy? Đây là đống đất múc lên từ cái hố xây móng mà, có cái gì đâu. Sơn đứng người đứng im bất động, Đạt như nhận ra có sự lạ vội chạy lại để xem. Đạt bỗng thấy trong đất, ngoài rác rưởi chai lọ lâu ngày tích tụ, còn có rất nhiều mảnh xương. Anh liền bảo: sao chỗ này nhiều xương vậy nhỉ? Chỗ này từng là bãi rác à? Sơn với nét mặt cực kỳ nghiêm trọng liền bảo: là xương người đấy. Đạt kinh hãi giật mình vội hỏi: xương người? Sao lại có xương người ở đây? Sao mày biết? Sơn chìa bàn tay cho Đạt xem, trong tay của Sơn đang nắm ba bốn chiếc răng hàm. Đạt thấy thất kinh toát cả mồ hôi hột. Anh nhìn lại đống đất lớn trước mặt, có rất nhiều mảnh xương nhỏ vương vãi, thoạt nhìn qua cứ nghĩ là xương động vật. Sơn bấy giờ mới nói: khả năng cao chỗ này trước đây là một khu mộ tập thể chôn nhiều xác người. Sau vài chục năm thì đất đùn lên, nhưng mà xương bên dưới vụn nát cả, không biết đã đào được hết hay là chưa, nhưng mà chắc chắn đây là một ngôi mộ tập thể rất độc. Ý thức được chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, Đặt liền lo lắng: phải làm sao bây giờ, sắp xây nhà văn hóa rồi đấy. Còn đang biết chưa biết phải xử lý như thế nào, nhưng Sơn đã lờ mờ suy luận ra việc uế khí tràn ngập trong làng có liên quan đến việc khai quật ngôi mộ tập thể này. Đột nhiên Đặt hét lên hoảng hốt: trời đất ơi, giật cả mình. Sơn quay lại, đằng sau có một người đàn ông đang đứng cách cả ngay chỉ 4-5 mét. Ông ta đứng nghiêm bất động quan sát hai người. Ủa chú làm... hai cậu ra đây nghịch cái gì? Tôi sống ở gần đây. Dạ bọn cháu nghe nói nhà văn hóa sắp xây ở đây, cho nên ra xem thử thôi chú. Nhìn hai cậu lạ lắm, không phải dân làng này, mà sao lại ra đây xem? Hai cậu là cán bộ trên huyện. Sơn và Đạt nhất thời không biết trả lời sao. Ông chú tiến lại gần: về đi, chỗ này không an toàn, ra đây bọn nó bắt hồn đấy. Nói xong ông ta quay người bỏ đi. Sơn như hiểu ra điều gì, anh vội nói: chắc cũng nhận ra được điều này, chứ biết có chuyện gì xảy ra hả? Người kia nghe Sơn nói xong thì gượng lại. Ông ta đứng nghiêm như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Ông ta quay lại nhìn hai người một lúc rồi bảo: "Hai cậu đi theo tôi." Nói xong rồi ông rảo bước đi thẳng. Sơn và Đạt lập tức đi theo sau. Cả ba người đi ngang qua nghĩa địa, vòng vào trong một khu đất khuất tùm cây cối. Từ trước một ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp ngả màu theo thời gian. Người đàn ông lúc này lấy chìa khóa cửa rồi bảo: "Mời hai cậu vào bên trong." Đặt ngước mắt lên nhìn tấm bảng đã dì xét, anh đọc lên từng chữ: "Nhà quản trang." Cả hai người cùng bước vào bên trong. Ông chú kéo hai cái ghế nhựa ra rồi bảo: "Trước đây cái nhà này là nhà quản trang này, sau này thì mới xây cái này ở ngay bên ngoài kia, cho nên nó mới bỏ hoang cái này." Cả hai người đưa mắt quan sát chung quanh. Trong ngôi nhà, chiếc bàn thờ nhỏ, khói hương đang nghi ngút. Một chiếc giường ọp ẹp và chiếc bàn uống nước cùng với ghế nhựa thì không có thêm đồ đạc gì khác. Không những vậy còn ngổn ngang cả vỏ chai lọ. Ông chú vừa rót nước chè vừa bảo: "Tôi vốn là người sư khác lưu lạc tên làng này cũng đã 15 năm. Công việc chính là chuyên môn đi nhặt lụm vỏ lon, vỏ chai để bán đồng nát. Trên tôi có dựng căn lều ở gần đây. Sau người làng họ thấy tôi quanh năm lùi thủi ở cái xó này, họ bỏ tiền ra thuê tôi trông coi nghĩa địa này. Vì đây là làng đông, nghĩa địa rộng, nhiều mồ mả, có nhiều nhà giàu có lắm. Họ sợ mồ người thân bị động chạm phá phách, cho bỏ nó vào nó ỉa, cho nên là thuê tôi luôn. Tôi cũng đồng ý bởi hàng ngày là tôi cũng quanh quẩn ở cái chỗ này, chứ có đi đâu xa đâu. Vừa có thêm đồng ra đồng vào, cũng vừa mang tiếng là bảo vệ cho người chết. Còn cái nhà quản trang mới kia, họ dùng lại để chứa mấy cái đồ linh tinh, nên tôi ở đây cũng thấy được." Nói xong ông ta đưa mắt nhìn hai người Sơn và Đạt: "Hai cậu không phải là người trên huyện phải không?" Sơn lúc này đáp: "Dạ vâng, cháu về bạn về đây là thăm ông bà nội. Ông bà cháu là ông bà Khảo, chứ không phải là cán bộ huyện gì đâu. Mà chú cho cháu hỏi là khi nãy chú nói là ở đây cẩn thận bị bắt hồn là sao?" Ông chú nghe vậy thì gật gù lẩm bẩm: "Thì ra là cháu của ông Khảo hả?" Ông ta khá liếc mắt nhìn Sơn rồi hỏi: "Thế hai cậu ra bới cái đống đất kia làm gì?" Sơn và Đàn im lặng nhìn nhau trong giây lát. Sơn liền bảo: "Nên như vậy tức là chú đã biết trong đống đất đó có gì." Người đàn ông đưa ly chè lên miệng húp một ngụm rồi bảo: "Đương nhiên là biết. Ngay từ hôm đầu tiên múc đất lên tôi đã biết. Và đó là nguyên nhân dẫn đến một loạt những cái chuyện lạ xảy ra tại làng thời gian vừa qua." Nhưng bắt được chúng tần số, Sơn và Đạt nhận ra người đàn ông này không hề đơn giản. Sơn liền hỏi: "Chú nói cụ thể được không ạ? Chuyện lạ là như thế nào?" Người kia đưa mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ cỏ dại mọc tùm rồi bảo: "Đầu tiên là việc hai con chó đá ở đình làng bị vỡ. Chó đá canh cửa mà tự nhiên vỡ chắc chắn là điểm gà. Cái hôm đầu tiên đào hố móng á, tôi cũng có mặt tại đây. Hôm đó khởi công đào hố để 9 giờ tối. Mảnh đất này bỏ hoang mấy chục năm, cái đêm và năm còn có là điểm tập kết rác. Nói chung là mới di rời bãi rác đi độ 1-2 năm nay. Tưởng hay ra đây nhặt nhạnh vỏ chai suốt mà. Cái việc đào đất mà thích cả xương động vật thì có gì lạ đâu. Xương mèo, xương chuột, xương lợn đầy ra, ai để ý làm gì cho mệt. Tuy nhiên tôi lại để ý chính tôi phát hiện ra những chiếc răng người đầu tiên, rồi xương đốt ngón tay. Khi đó tôi chợt hiểu ra ngay dưới mảnh đất này e rằng còn khá nhiều mộ đấy, mà có khả năng là mộ tập thể." Vừa nói đến đó, Sơn và Đạt để kinh ngạc. Đây cũng là phỏng đoán của Sơn. Ông chú nhìn mắt ra bên ngoài quan sát một lượt như sợ anh nghe thấy, rồi ghé vào mặt của Sơn gần rồi nói: "Việc quần mộ một cách bất kính như vậy đã là gây tội với những vong hồn đã khuất. Nhưng ngày về sau, đêm nào tôi cũng thấy có những chiếc bóng đen ẩn hiện ở khu đất đó. Ban ngày thì nó trở nên lạnh lẽo một cách khác thường. Hôm đó tôi mới có chuyện nên là cần vào làng gặp ông tổ trưởng. Tự nhiên hôm đó là tầm khoảng hơn 6 giờ tối. Khi mà đang đi bộ trên đường, tôi cứ có cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn trộm quan sát. Bất giác tôi quay phát lại thì ôi thôi, một tí nữa thì rụng cả tim. Đằng sau tôi có khoảng gần 20 người, họ đổ ra ngoài đường, đứng nghiêm như là pho tượng mà nhìn tôi chầm chập như là sinh vật lạ. Tôi quay lại, bình thường mấy người này đâu có lạ gì tôi, mà sao hôm nay họ có hành vi quái dị như vậy chứ? Đáng ra giờ này họ đang sum họp, vừa ăn tối vừa xem tivi. Thì nhà của họ lại tối om, xong chạy ra cổng đứng đó để dò xét tôi. Tôi sợ quá nên chạy một mạch về nhà ông tổ trưởng.
Xe đến nơi thì lão ấy đi lên huyện, nhà cửa cũng tối om. Thành ra tôi không dám quay lại đường cũ nữa, mà phải đánh đúng một vòng về để đến đây. Mà hai cậu không biết đâu, ánh mắt của mấy người trong làng khi đó nhìn ghê sợ lắm, giống như kiểu đã sẵn sàng ra tay hạ sát tôi vậy. Họ như đã biến thành một con người khác vậy. Có cái gì đó đang chiếm giữ thể xác của họ. Sơn và Đàn nghe xong thì cũng chỉ hiểu được rằng chắc chắn người trong thôn đã bị một vấn đề gì đó liên quan tới các thế lực tâm linh đang lẩn khuất tại nơi này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.